Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải mã kỳ án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thái Gia Câu, huyện Việt Trì, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trước khi vào nội dung ngày hôm nay, thì về sự cố của kênh Án Trung Quốc như Thảo đã thông báo rồi. Thực sự là rất tiếc ạ, anh YouTube giờ quá gắt luôn. Anh ấy không chỉ bế video, mà còn lâu lâu bế luôn cả kênh nữa thì khổ thật chứ. Và để giữ an toàn cho Giải mã kỳ án, không chỉ tiếp tục cẩn thận về nội dung và hình ảnh, mà theo như ý kiến của các khán thính giả trong video lần trước, để chúng ta không lạc mất nhau khi có sự cố gì về kênh, thì Giải mã kỳ án xin phép mở thêm một kênh khác là Duy Bụi Chuối, kể về các vụ án trên thế giới, có thể là những vụ án chưa có lời giải về án tâm linh. Kênh mới này cũng với sự tham gia đầy đủ của cả 3 thành viên chính như bên Giải mã kỳ án là Trung, Duy và Thảo. Duy sẽ gắn link ngay ở phía dưới bình luận ghi ạ. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình nhé. Vâng, và sau đây Duy xin tiếp tục nội dung chính của vụ án ngày hôm nay. Chắc có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng từng nghe về bùa chú, bói toán và tà thuật, đúng không ạ? Bùa chú có nguồn gốc từ Trung Hoa, đặc biệt liên quan đến đạo giáo. Những vật phẩm liên quan tới bùa chú này thường được sử dụng với mục đích tâm linh, mang ý nghĩa huyền bí và có sức hút đặc biệt. Hôm nay là một vụ án mạng đáng sợ xảy ra trong một đêm mưa tầm tã ở thôn Thái Gia Câu, một hiện trường đầy ám ảnh với đống tro đốt vàng mã bên cạnh và một thi thể đã cứng đờ phủ đầy tàn tro khắp mặt, khiến cho người ta phải liên tưởng tới những tà thuật đáng sợ. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải mã kỳ án nhé. Thôn Thái Gia Câu, huyện Việt Trì, thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Vào một đêm đông mưa lớn tầm tã, bỗng dưng những tiếng hú hét vang vọng trong đêm tối át cả tiếng mưa. Một vài người dân khu vực thôn Thái Gia Câu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng dường như họ không hề để ý tới âm thanh kỳ quái đang phát ra. Nghe nó nửa như rên rỉ, nửa như cầu cứu van xin. Tuy có chút khó chịu, nhưng vài người dân thôn Thái Gia Câu nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Tiếng hét cứ thế hòa với tiếng mưa rơi, cả tiếng sấm sét vang vọng trong đêm tối. Hôm sau là ngày 7 tháng 11 năm 2018, anh Tả đã hơn một ngày rồi không thấy người chăn dê tới lùa dê ra đồng mỗi sáng. Hôm nay đợi đến tận trưa là một ngày rưỡi cũng không thấy đâu. Anh ấy liền đi bộ theo con đường đất vòng vèo trong làng để đến nhà tìm ông Tưởng, người chăn dê thuê của gia đình anh. Khi vừa bước qua mấy bó tre nứa phía ngoài sân, ngay cánh cửa gỗ đang mở, anh ấy nhìn thấy ông Tưởng nằm úp sấp trên nền nhà, đầu hướng về phía bàn thờ, chân hướng ra cửa. Khi lại gần hơn, anh Tả thử lay nhẹ nhẹ vào vai ông Tưởng, nhưng ông ấy không có phản ứng gì. Lúc này anh Tả hoảng hốt chạy ra ngoài gọi thêm một số người dân gần đó đến xem. Khi mọi người nghe tiếng kêu liền chạy tới. Họ vào nhà và quan sát, thấy ngay cạnh giường và trên đầu, ở khóe miệng ông Tưởng đều có rất nhiều máu. Họ hơi do dự bàn tán liệu máu này là máu do ông Tưởng đã nôn ra hay là do bị đánh thương tích chảy ra. Nhưng mà dù thế nào thì tình huống cũng rất là không ổn. Anh Tả liền lập tức báo 110 và 120. Cảnh sát của đội hình sự huyện Việt Trì đã nhanh chóng đến hiện trường. Họ phát hiện ông Tưởng đã tử vong. Các vết hoen tử thi ở bụng, phía trước đùi, mũi và một bên má đã cố định thành những khoảng sẫm màu rõ rệt. Pháp y dựa vào mức độ các vết hoen và độ cứng của thi thể phán đoán nạn nhân đã chết khoảng 30 giờ. Hiện trường vụ án lúc đó không còn giống hiện trường ban đầu mới phát hiện, là vì người dân đã lật thi thể nằm ngửa ra trong quá trình cố gắng cấp cứu nạn nhân, do khi đó họ nghĩ rằng ông ấy còn sống. Vì thế mà họ khiêng nạn nhân một quãng để đặt lùi sang một bên cho tiện chạy ra chạy vào nhà hỗ trợ. Vì thế đây không còn là hiện trường ban đầu nữa. Ông Tưởng nằm ở phòng ngoài, tay chân đã cứng đờ và trên đầu có rất nhiều máu do bị đánh. Trên miệng và mũi của ông ấy có nhiều tàn tro, là dạng tro mà chúng ta thường thấy khi đốt vàng mã. Da đầu của ông ấy ở phía sau gáy bị bầm dập một mảng bằng nửa bàn tay người lớn. Trong phòng ngủ của ông Tưởng, trên giường và trên sàn đều có rất nhiều máu. Sau khi khám nghiệm thi thể, pháp y xác định ông Tưởng bị vỡ xương sọ, gãy xương ức, gãy xương sườn và các tổn thương nghiêm trọng khác. Trong khoang miệng, khoang mũi của ông ấy có rất nhiều tàn tro và máu đông. Pháp y kết luận nguyên nhân cái chết của ông Tưởng là do chấn thương đầu, ngực, bụng, nhiều cơ quan kết hợp với ngạt thở do tắc nghẽn đường hô hấp Thông qua báo cáo pháp y, cộng với việc điều tra thông tin từ những người hàng xóm xung quanh nhà ông Tưởng, cảnh sát đã xác định sơ bộ thời gian tử vong của ông ấy là vào khoảng rạng sáng ngày 6 tháng 11. Một người phụ nữ trung niên cách nhà ông Tưởng chừng 20 mét cho biết rằng vào rạng sáng ngày 6 tháng 11, khi bà ấy đang ngủ, bà ấy nghe thấy từ phía nhà ông Tưởng vọng ra những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng kêu thét, rồi nhỏ xuống dần thành tiếng rên rỉ, rồi lại gào lên thảm thiết. Nhưng lúc đó, bà ấy cho rằng tiếng kêu đó không phải là tiếng kêu cứu, mà nghĩ ông Tưởng đang luyện bùa. Lúc này thì cảnh sát rất ngạc nhiên, vì theo như thông tin mà anh Tả là nhân chứng đầu tiên tới hiện trường cung cấp, thì anh Tả nói là đến tìm ông Tưởng vì hơn một ngày rồi không thấy ông ấy tới chăn dê, cũng không báo là làm hay nghỉ. Vậy sao bây giờ hàng xóm của ông ấy lại nói là ông ấy luyện bùa? Chuyện là như thế này, vì ông Tưởng ở địa phương có làm một chút việc mê tín dị đoan, tức là ông ấy nói rằng ông ấy có biết một chút bùa phép gì đó. Nhưng mà vì ông ấy có rất ít khách tới xem bói hay xin bùa, thu nhập không tốt và không đủ sống, nên ngoài việc xem bói thì ông ấy còn đi chăn dê, kiểu như là chăn dê part time đấy ạ, nhằm kiếm sinh hoạt phí, chứ thu nhập từ bói toán và làm bùa không được bao nhiêu, nên là ông ấy chưa theo nghề bói toán full time được. Hàng ngày ông Tưởng vừa xem bói, luyện bùa, vừa đi chăn dê, cứ thế hy vọng sẽ lấy ngắn nuôi dài, dần dần hoàn thiện việc đọc sách, nghiên cứu về bói toán và trở thành một thầy cao tay. Và trong quá trình luyện bùa thì thỉnh thoảng ông Tưởng cũng hú hét như vậy đã vài lần rồi, nên đêm hôm đó nhân chứng cho rằng ông ấy có thể đang làm bùa phép gì đó trong nhà, vì vậy không để ý mà cứ thế ngủ tiếp. Kết hợp lời khai nhân chứng và báo cáo pháp y, cảnh sát xác định sơ bộ ông Tưởng có lẽ đã bị sát hại vào khoảng 1 đến 3 giờ sáng ngày 6 tháng 11. Sau khi điều tra về nạn nhân, cảnh sát có được một số thông tin sau. Ông Tưởng năm đó đã gần 70 tuổi, không có người thân. Ông ấy sống một mình trong căn nhà ngói đã xuống cấp này. Khi còn trẻ, ông ấy từng làm thợ khai thác đá. Sau đó ông ấy gặp nạn trong xưởng, chân phải bị gãy rời. Sau khi phẫu thuật, đã phải cắt bỏ bên chân phải tới tận đùi. Vì bị tàn tật, thu nhập thấp nên ông ấy không lập gia đình, không có con cái. Ông ấy cứ sống lủi thủi một mình như vậy ở căn nhà ngói cũ kỹ cũng đã mấy chục năm rồi. Vì lúc đó ở hiện trường có rất nhiều máu nên cảnh sát thu thập rất kỹ các vết máu để tìm kiếm xem ngoài máu nạn nhân thì có máu của hung thủ không, liệu hắn có bị thương khi nạn nhân chống trả không. Thêm nữa, vì nạn nhân chảy nhiều máu như vậy nên có khả năng trên quần áo của nghi phạm cũng sẽ bị máu của nạn nhân bắn lên. Vì thế ngay chiều tối hôm đó, cảnh sát đã điều động chó nghiệp vụ tới hiện trường để truy tìm dấu vết. Tuy nhiên do mấy ngày liền trời cứ mưa tầm tã liên tục nên gần như ngoài trời đã mất mùi do nước mưa rửa trôi. Hơn nữa, nạn nhân cũng đã chết hơn một ngày rưỡi rồi, thời gian cũng đã tương đối lâu. Vậy nên cả yếu tố thời gian và thời tiết khiến việc truy tìm dấu vết bằng chó nghiệp vụ vào tối hôm đó không hiệu quả. Qua kiểm tra kỹ lưỡng ở hiện trường, khi lật rát giường lên, như chúng ta thấy, có một ít máu ở ngay chỗ cái đinh đóng nhô ra ở đầu rát giường này. Lúc đó cảnh sát rất mừng rỡ khi thấy dấu vết máu này, vì nó không phải là máu bắn, mà dường như là dấu vết quẹt tay qua, do ngoặc phải cái đinh hoặc cạnh xác của rát giường mà tạo thành. Vì vậy họ lập tức lấy vết máu này để xét nghiệm và so sánh. Nhưng kết quả sau đó cho thấy nó là máu của nạn nhân chứ không phải của hung thủ. Do vào ngày phát hiện thi thể, nhân chứng đầu tiên là anh Tả đã gọi thêm nhiều người tới hiện trường để cấp cứu nạn nhân. Khi cảnh sát đến thì có hơn 20 người đã chạy ra chạy vào hiện trường. Họ còn di chuyển vị trí của thi thể, nên cảnh sát không thể thu thập được dấu chân hay dấu vân tay hoặc các dấu vết vật chứng khác. Vì ông Tưởng sống một mình, ông ấy có thói quen khá bừa bộn, quần áo của ông ấy thường xuyên vứt lung tung khắp nơi, nên từ hiện trường đồ đạc quần áo tung tóe như vậy cũng khó có thể xác định được liệu có dấu hiệu vật lộn hay lục lọi nào khác hay không. Lúc này cán bộ thôn nói với cảnh sát một việc, đó là vài ngày trước khi ông Tưởng chết, ông ấy vừa nhận được 10.000 tệ từ chỗ anh Tả, là người thuê ông Tưởng chăn dê. Số tiền 10.000 tệ này khoảng 35 triệu tiền Mình. Nó bao gồm cả số tiền ông ấy đã cho anh Tả vay trước đó và cộng với số tiền công một năm qua của ông ấy được trả gộp một lượt. Người này còn kể lại là khi thấy ông Tưởng cầm tiền như vậy, còn dặn ông ấy là ông hãy mau cất tiền đi, đừng để người khác nhìn thấy số tiền lớn như vậy, không an toàn đâu. Nhưng ông Tưởng nói không sao đâu, ông ấy không sợ gì cả. Và chuyện ông Tưởng nhận 10.000 tệ tiền công thì không chỉ cán bộ thôn biết mà còn rất nhiều người dân địa phương đều biết chuyện này. Bởi vì ngay sau khi nhận tiền vào ngày hôm đó, ông ấy đã dùng một chiếc túi ni lông trong suốt để đựng tiền, rồi cứ như thế xách bọc tiền 10.000 tệ mà vừa đi vừa chống nạng từ nhà chủ thuê về nhà. Nhà anh Tả thì cách nhà ông ấy không xa lắm, cũng khoảng 300 mét thôi. Nhưng khi ông ấy đi bộ về thì vừa đi vừa nói với bất cứ ai trên đường về số tiền 10.000 tệ. Cảm giác rất giống như ông ấy đang khoe khoang vậy. Ông ấy nói như thế này này, đó là cứ gặp ai là ông ấy hỏi: thấy tôi đang cầm gì trên tay không? Người đối diện sẽ hỏi lại rằng: chẳng phải là tiền đó sao? Ông tưởng cười nói: đúng rồi, hãy đoán xem số tiền này là bao nhiêu tiền. Nếu người kia nói: làm sao tôi đoán được, hoặc là nói chắc khoảng vài nghìn, cỡ 7-8 nghìn gì đó đúng không, thì ông ấy sẽ vừa cười vừa nói: đây là 10.000 tệ, chẵn 10.000 đấy nhá, tôi vừa mới nhận tiền lương đấy. Sau đó mọi người xung quanh cũng nói với ông ấy rằng: ông cứ vừa đi vừa nói như vậy nguy hiểm lắm, mang tiền về nhà cất cho cẩn thận đi. Ngay vậy ông ấy liền bảo: tôi không sợ, không ai dám lấy số tiền này đâu. Cho dù tôi có để ở ngoài sân thì cũng không ai lấy được, vì tôi đã yểm bùa rồi. Có lẽ là do ông tưởng phấn khích khi nhận được số tiền công một năm, ít khi nào ông ấy có nhiều tiền như vậy, nên là muốn khoe niềm vui này. Hay là ông ấy muốn quảng cáo cho việc làm bùa chú của mình nên mới nói như vậy thì cũng không rõ. Nhưng mà sau sự việc đó thì cả làng ai cũng biết ông ấy mới nhận được số tiền lớn. Và quả thực như lời ông ấy nói, đúng là ông ấy không bao giờ khóa cửa. Cửa nhà ông ấy luôn luôn mở, kể cả ban ngày hay ban đêm. Theo lời người dân kể, lý do ông Tưởng luôn thể hiện không sợ trời, không sợ đất là vì ông ấy biết về pháp thuật. Ông ấy làm những việc mê tín dị đoan. Trong cuộc sống hàng ngày, ông ấy sẽ giúp mọi người làm một số nghi lễ, nghi thức, bùa chú để cầu bình an, may mắn hoặc chữa bệnh. Ví dụ như ai bị mọc mụn nhọt ở đâu đó, ông ấy có thể tìm cách pha cho một ít nước rồi dùng que hương, hay còn gọi là cái nhang đó, cứ hơ qua hơ lại trên vết mụn, rồi cho uống thứ nước gì đó vào là có thể giảm mụn nhọt, tiêu sưng. Ngoài ra, ông Tưởng còn giúp mọi người làm bùa phép để mọi người làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt, đi đường may mắn, đại loại là vậy. Khi làm những việc đó thì ông ấy không đưa ra mức tiền cụ thể hay đề cập gì tới việc tiền nong. Nhưng hầu hết những người tới xin bùa chú đều gửi ông ấy một ít tiền tùy tâm thì ông ấy sẽ nhận. Cho nhiều cho ít, bao nhiêu ông ấy cũng lấy. Nhưng nếu không đưa thì ông ấy cũng sẽ không chủ động đòi. Trước giờ ông Tưởng vẫn sống an toàn trong căn nhà đổ nát và không cần đóng cửa. Vậy mà chỉ vài ngày sau, khi nhận được số tiền 10.000 tệ thì ông ấy đã gặp họa sát thân. Trong tình huống này, chúng ta có thể cảm thấy dường như hung thủ chắc chắn là nhắm vào tiền của ông ấy. Hơn nữa, sau khi tìm kiếm, cảnh sát thấy trong nhà ông Tưởng chỉ còn vài trăm tệ. Số tiền 10.000 tệ đã biến mất. Sau khi phân tích, cảnh sát cho rằng nếu là giết người cướp của, thủ phạm chắc chắn là người dân gần đó. Hắn phải quen biết với ông Tưởng và biết ông ấy có số tiền đó. Chứ nếu trộm cắp lang bạt từ nơi khác đến đây thì không thể nào biết được trong căn nhà sập xệ này có số tiền lớn như vậy. Với lại hầu hết những kẻ trộm lang bạt từ nơi khác tới, khi tìm kiếm mục tiêu, bọn chúng sẽ chọn những căn nhà khang trang hơn. Như vậy mới có khả năng lấy được nhiều tài sản giá trị. Chứ căn nhà sập xệ như nhà ông Tưởng thì nhìn vào có gì để lấy. Từ định hướng này, cảnh sát đã rà soát một số đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương, đặc biệt là các đối tượng có tiền án trộm cắp, cướp giật. Trong quá trình rà soát, họ phát hiện ra một người tên Lưu Mạnh, cũng vừa mới mãn hạn tù không lâu, mới trở về quê nhà được khoảng nửa năm. Anh ta đã bị kết án 3 lần đều vì tội danh trộm cắp. Khi thu thập thông tin từ người dân, cảnh sát phát hiện ra rằng gần đây Lưu Mạnh vừa mua xe máy điện và thường xuyên có tiền đánh bạc. Nhưng anh ta vốn không có thu nhập ổn định, gia đình không có tiền, nên mức độ chi tiêu gần đây của anh ta rõ ràng khá bất thường. Cảnh sát đã tập trung điều tra vào người này, dò tìm kỹ lưỡng trong khoảng thời gian cuối tháng 10 cho tới tháng 11, xem Lưu Mạnh làm gì và đi những đâu. Sau khi điều tra lịch trình hàng ngày của Lưu Mạnh, cảnh sát thấy rằng khi anh ta trở về địa phương, người này nhận công việc trông coi ao cá cách đó vài km. Nhưng anh ta lười nhác, đi làm không đều. Vậy nhưng vào ngày xảy ra án mạng, thì từ chiều ngày mùng 5 cho tới tận trưa ngày mùng 6 tháng 11, anh ta ở ao cá để phụ chủ nhà đánh cá bán cho thương lái. Đồng thời mở tiệc liên hoan sau khi thu hoạch, nên anh ta không có thời gian gây án. Hơn nữa, khi cảnh sát triệu tập thì Lưu Mạnh cũng rất hợp tác điều tra. Thái độ người này bình tĩnh, trả lời mọi câu hỏi rõ ràng. Sau khi xem xét bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát đã loại trừ khả năng anh ta gây án. Lúc này cảnh sát lại chuyển hướng nghi ngờ sang một người khác. Người này không chỉ biết rõ ông Tưởng có 10.000 tệ, mà còn có thể vì một số lý do khác nên bất mãn với ông Tưởng. Đó chính là chủ thuê chăn dê của ông Tưởng, cũng là nhân chứng đầu tiên của vụ án và là người báo án. Đó là anh Tả. Người này tên đầy đủ là Tả Viên Thưởng. Sau khi điều tra thấy rằng anh ta có một số nghi vấn và có thể có mâu thuẫn với nạn nhân. Số tiền mà ông Tưởng đã nhận từ Tả Viên Thưởng không phải là tiền của anh ta, mà là số tiền do mẹ của anh Tả gom góp đưa cho ông Tưởng, chứ bản thân Tả Viên Thưởng không có tiền. Nhưng giữa Tả Viên Thưởng và ông Tưởng thì mâu thuẫn như thế nào? Chuyện là như thế này. Hơn một tháng trước, bà Tả, tức là mẹ của Tả Viên Thưởng và chồng bị tai nạn giao thông. Chồng bà ấy thì không may là không qua khỏi, còn bà ấy thì bị thương khá nặng. Sau khi hồi phục thì trở về nhà, nhưng vẫn phải tập vật lý trị liệu thêm để trở lại bình thường. Lúc này thì ông Tưởng là người chăn dê của gia đình, hay ở lại ăn cơm với bà Tả, và đôi khi còn giúp bà ấy chữa bệnh bằng bùa chú và châm cứu. Có tin đồn là Tả Viên Thưởng cảm thấy khó chịu vì điều này. Bố chết chưa bao lâu, mới qua có 49 ngày, mà mẹ với người đàn ông khác lại khá thân thiết với nhau. Khi mà ông Tưởng giúp mẹ anh ta chữa bệnh bằng bùa chú, nên cũng có tiếp xúc cơ thể, đồng thời còn xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt nữa, nên anh ta cảm thấy không vừa mắt. Vì cha vừa mới mất, mà người đàn ông lại tiếp cận thân mật hơn bình thường với mẹ anh ta. Theo nhiều người dân báo cáo, thì có lần hai người đã cãi nhau, nhưng bà Tả can ngăn. Vậy thì từ những điều này, rất có thể Tả Viên Thưởng có suy nghĩ trả thù. Cảnh sát đã mời Tả Viên Thưởng tới để thẩm vấn chi tiết. Qua thẩm vấn, họ phát hiện ra Tả Viên Thưởng biết khá rõ về ông Tưởng, biết hết các thói quen sinh hoạt thường ngày của ông ấy. Khi nói chuyện, anh ta cũng có chút ấp úng và có mâu thuẫn trong lời khai. Hơn nữa, anh ta còn là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, lại cố ý gọi thêm rất nhiều người khác tới hiện trường, khiến cho hiện trường xáo trộn và bị phá hủy. Thêm nữa là rạng sáng ngày 6 tháng 11 thì ông Tưởng đã bị sát hại rồi. Ông ấy không đi chăn dê, vậy mà suốt một ngày anh ta không đi tìm cũng không liên lạc. Cho tới tận trưa ngày mùng 7, là khoảng một ngày rưỡi sau, anh ta mới tới nhà ông Tưởng để tìm và phát hiện ra ông ấy bị sát hại. Những điều này khiến cảnh sát càng nghi ngờ Tả Viên Thưởng có khả năng là hung thủ. Tả Viên Thưởng hàng ngày không có việc gì làm, chỉ ở nhà chơi điện thoại, sức dài vai rộng nhưng chỉ lo chơi bời. Việc chăn dê cũng không làm nên mẹ anh ta phải thuê người chăn, nói chung là kiểu người lờ biếng. Ông Tưởng chăn dê cho gia đình anh ta một năm rồi, nên Tả Viên Thưởng hiểu khá rõ về ông Tưởng. Nếu anh ta gây án sẽ tương đối thuận lợi, vì hiểu và biết rõ các thói quen sinh hoạt của nạn nhân. Cảnh sát đã tăng cường điều tra về Tả Viên Thưởng, bao gồm việc điều tra lịch trình của anh ta trong vài ngày trước và sau khi xảy ra vụ án. Vì gia đình của anh ta khi đó mới trải qua biến cố lớn khi bố mẹ bị tai nạn, nên anh ta gần như ít khi ra ngoài, cũng không có biểu hiện gì bất thường. Hàng ngày nếu không ở nhà bấm điện thoại chat chít thì đi loanh quanh trong làng cắt cỏ chăn bò. Vào đêm xảy ra án mạng, anh ta ngủ ở nhà. Tuy nhiên không có ai làm chứng cho anh ta, và cảnh sát chỉ có thể đặt nghi vấn, không thể khẳng định hay phủ định người này có liên quan gì tới án mạng hay không, mà họ cần phải điều tra thêm. Tiếp theo khi điều tra tại hiện trường, trong một ngăn tủ, cảnh sát tìm được giấy gửi tiền vào ngân hàng của ông Tưởng. Ông ấy đã gửi ngân hàng ngay vào ngày hôm sau khi nhận tiền. Tức là ông ấy nhận lương vào ngày mùng 1 tháng 11, thì sang mùng 2 tháng 11 đã đi gửi 9.500 tệ, chỉ giữ lại 500 tệ ở nhà. Sau khi rà soát thêm các mối quan hệ của ông Tưởng, cảnh sát lại nghi ngờ một người khác. Người này là chồng của nữ đệ tử của ông Tưởng. Nữ đệ tử đó tên là Dương Ngọc Tiết, năm đó 45 tuổi. Gia đình Dương Ngọc Tiết sống ở Hoa Doanh, ngay cạnh huyện Việt Trì. Thỉnh thoảng thì người phụ nữ này sẽ tới nhà ông Tưởng để học về đạo phép, bùa chú. Cô ta cứ đi đi về về như vậy, chứ cũng không ở lại qua đêm bao giờ. Tuy vậy, nhưng mà ông Tưởng thì độc thân, Dương Ngọc Tiết một mình tới đó cả ngày. Có thể do người dân xì xào bàn tán, nói qua nói lại, nên chồng của Dương Ngọc Tiết nghi ngờ rằng vợ mình có mối quan hệ bất chính với ông Tưởng. Từ đó ghen tuông, rồi nảy sinh ý định trả thù. Cảnh sát Việt Trì đã nhanh chóng cử người đến Hoa Doanh để điều tra về Chu Thương. Nhưng qua điều tra thăm hỏi, cảnh sát thấy rằng Chu Thương rất khó có khả năng gây án, bởi vì anh ta đã bị một tai nạn nghiêm trọng từ vài năm trước do ngã giàn giáo ở công trường. Lần đó Chu Thương bị chấn thương rất nặng, tưởng như không qua khỏi. Anh ta gãy nhiều xương, xuất huyết nội tạng. Mặc dù sau này anh ta đã tập vật lý trị liệu, nhưng mà anh ta không thể làm việc nặng nhọc. Bây giờ di chuyển giống như là một đoạn phim quay chậm, kiểu như là slow motion đó mọi người. Vì nếu di chuyển nhanh là gân cốt bị đau nhức, vậy nên anh ta cũng không thể đi bộ quá lâu. Ngày thường khi muốn đi đâu, Chu Thương sẽ lái xe máy điện, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Tình trạng của anh ta như thế tương đối là hạn chế về vận động, rất khó có thể một mình gây án. Nhưng để chắc chắn, cảnh sát vẫn dò tìm trên camera từ hướng nhà anh ta tới nhà nạn nhân. Nếu Chu Thương muốn gây án, anh ta phải từ Hoa Doanh đi qua Cao Hưng rồi tới thôn Thái Gia Câu, nơi nạn nhân sinh sống, phải đi qua một con đường duy nhất. Cảnh sát đã xem xét kỹ lưỡng camera giám sát dọc đường, nhưng không phát hiện ra Chu Thương hay Dương Ngọc Tiết tới thôn Thái Gia Câu trong ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 11, nên nghi ngờ về anh ta đã được loại trừ. Cùng thời điểm đó, người dân lại phản ánh rằng con chó đen của nhà ông Tưởng cũng đã biến mất sau khi xảy ra vụ án. Con chó đó là chó mực, nó rất khôn. Đêm thì nó thường nằm ở ngay trước cửa nhà. Lúc này với thông tin con chó biến mất và người dân cung cấp, cảnh sát liền nghĩ tới trường hợp có thể là những kẻ trộm chó bị ông Tưởng phát hiện nên hai bên xô xát đánh nhau rồi mới xảy ra án mạng. Cảnh sát liền điều tra những người thu mua chó ở địa phương và những người làm nghề kinh doanh thịt chó trong khu vực, tiến hành rà soát trên diện rộng và gặp gỡ từng người một để lấy thông tin. Do hỏi các chủ quán xem vào ngày mùng 6 và mùng 7 có thu mua con chó mực nào cỡ 15-16 kg hay không. Nhưng sau khi bỏ rất nhiều thời gian để điều tra và đến tận nơi để tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát đã loại trừ tình huống này. Lúc này đã vài ngày trôi qua, không biết phải điều tra theo hướng nào nữa. Về động cơ tiền bạc thì đã khảo sát hết các báo thủ tiền án tiền sự trong khu vực rồi. Còn nếu động cơ là tình thì cũng đã loại trừ một trường hợp nữ đồ đệ của ông Tưởng rồi. Còn trường hợp người thuê chăn dê Tả Viên Thưởng thì chưa khẳng định, cũng chưa phủ nhận được. Việc con chó mực mất tích sau khi điều tra cũng không tìm được manh mối nào. Lúc này các điều tra viên nghĩ đến việc ông Tưởng gặp nạn, liệu có phải do tính chất đặc biệt của công việc mà ông ấy làm hay không? Vì ông ấy làm nghề mê tín dị đoan, có thể đã đưa cho người ta những lời khuyên không phù hợp, dẫn tới rủi ro nào đó, khiến người đó quay lại trả thù không? Hơn nữa, khi tìm thấy thi thể của ông Tưởng, ở hiện trường rất nhiều tro, là dạng tro đốt vàng mã. Nạn nhân còn bị tro phủ lên miệng, mũi và đầu. Vậy điều này có nghĩa là gì? Nó có liên quan tới loại bùa chú hay tà thuật gì đó không? Hoặc có thể là một phong tục tập quán nhằm trấn yểm gì đó chẳng hạn. Sau khi đặt ra những nghi vấn này, cảnh sát đã tìm tới những người làm nghề thầy cúng, bói toán trong khu vực để hỏi. Nhưng không ai trả lời được phong tục phủ tro lên người nhằm mục đích gì. Vậy nên đã hỏi tới hỏi lui thì những nghi vấn này vẫn chưa được giải đáp. Hơn nữa, ông Tưởng chủ yếu chỉ nhận chữa các bệnh đơn giản như nóng trong người, mụn nhọt, cho bùa bình an, bùa thuận lợi, công danh, chứ ít khi đưa ra lời khuyên nào cụ thể về tài chính tiền bạc, nên rất khó mà dẫn tới khách hàng thua lỗ hoặc có thù hận gì sâu sắc với ông ấy. Nhưng mà nếu như không phải khách hàng đến coi bói, xin bùa, trả thù, thì liệu có phải là do sự cạnh tranh giữa những người làm cùng nghề như ông Tưởng hay không? Giả sử như là khi ông ấy làm ăn tốt hơn, sẽ giật mất khách hàng của họ, từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa những người làm cùng nghề. Mặc dù ông Tưởng làm nghề này cũng không thuận lợi phát đạt lắm, vì ông ấy còn phải đi chăn dê part-time cơ mà. Nhưng mà để tránh bỏ lọt những tình huống oái oăm có thể gặp phải, dù là tỷ lệ rất thấp, nên cảnh sát vẫn đi dò la tin tức về tất cả những người làm nghề mê tín dị đoan ở địa phương. Sau đó, cảnh sát thấy rằng trong số những người làm chung nghề này với ông Tưởng thì thực ra không có ai làm về mảng việc như ông ấy, tức là những người khác hành nghề liên quan tới cúng bái là chính. Ví dụ như khi có người chết ở thôn, họ sẽ đến làm lễ cúng bái để nhập quan rồi hạ huyệt, cúng 49, 100 ngày. Nói chung là họ làm về mảng việc khác, không giống như ông Tưởng là vừa vẽ bùa chú vừa chữa bệnh. Còn những người khác đều không vẽ bùa chữa bệnh, nên cơ bản là sẽ không cạnh tranh nhau và không thể có mâu thuẫn, thù hận với ông ấy được. Ban đầu cảnh sát đã điều tra theo hướng cướp tài sản, rồi tình cảm, tiếp đến nghi ngờ động cơ là trộm chó, sau cùng là mâu thuẫn công việc. Nhưng sau tất cả, mọi nghi vấn đều đã bị loại trừ. Vì không còn cách nào khác, không manh mối, cũng chẳng xác định được động cơ. Lúc này thì chỉ còn một cách duy nhất là đi nghe ngóng thông tin từ người dân để hy vọng có thể tìm được thông tin có ích. Phương pháp này còn gọi là hóng hớt cầu may. Với chiến thuật mới, cảnh sát đến từng nhà, trò chuyện với từng người một, tạo dựng mối quan hệ thân thiết và dặn dò là nếu như thấy gì hoặc nhớ ra điều gì đáng ngờ, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng hãy nói cho cảnh sát biết. Cảnh sát khi đó đã ra sức mua đồ từ nhà người dân. Lúc thì mua gà ta, lúc thì mua trứng gà, mua rau củ. Họ cứ đi khắp thôn làng, vừa điều tra, vừa mua các loại nông sản từ người dân. Cứ như thế cho tới sáng ngày 11 tháng 11 là đã 5 ngày kể từ khi phát hiện ra thi thể ông Tưởng. Trong một lần đi mua trứng gà ở nhà một người dân, thì người bán trứng đã kể với cảnh sát rằng có lẽ người đầu tiên phát hiện ra thi thể ông Tưởng không phải là Tả Viên Thưởng đâu, mà là một thanh niên họ Vương. Cảnh sát nghe vậy rất ngạc nhiên, đã lập tức hỏi lại là tại sao lại nói là người thanh niên họ Vương kia mới là người phát hiện ra thi thể đầu tiên. Người bán trứng gà hơi ngần ngừ một chút rồi nói với cảnh sát là bởi vì con trai tôi nói vậy đấy. Đứa con trai mà anh ấy nhắc tới là một cậu bé mới học cấp 2, nơi cậu bé theo học cách thôn Thái Gia Câu 6 km. Vì ngày hôm đó cậu bé đang đi học bán trú ở trường, không về nhà buổi trưa, vậy nên cảnh sát đã nhanh chóng đến tận trường của cậu bé để lấy thông tin. Cậu bé đã kể lại với các điều tra viên như sau. Đó là vào ngày mùng 6, tức là một ngày trước khi phát hiện ra thi thể ông Tưởng. Thực ra lúc này thì ông Tưởng đã bị sát hại rồi, nhưng mà chưa ai phát hiện ra. Đến tận trưa mùng 7 thì anh Tả mới đến nhà ông ấy và gọi cảnh sát. Nhưng từ ngày mùng 6 thì Vương Ngự, người này cũng là chú họ của cậu bé, đã nói với cậu bé rằng ông Tưởng đã chết rồi, nên cháu đừng có đi qua lối tắt qua nhà ông Tưởng nữa. Bởi vì cậu bé này hàng ngày đi học về thường rẽ tắt theo lối đó, nhiều lần còn ghé vào nhà ông Tưởng chơi, nhất là mùng 1 hoặc 15 âm lịch. Vì những hôm đó ông ấy cúng kiếng xong còn cho cậu bé hoa quả để cầm về. Lúc đó nghe Vương Ngự nói như vậy thì cậu bé này giật mình hỏi lại, sao chú lại nói ông ấy chết rồi? Thì Vương Ngự chỉ lẩm bẩm, ông ta chết rồi. Cậu bé càng nửa tin nửa ngờ hỏi, sao tự dưng chú lại nói như vậy? Sao chú biết ông ấy chết rồi? Không lẽ là chú làm hại ông ấy? Vương Ngự liền gắt lên, chuyện này không liên quan đến cháu, đừng nói lung tung nữa. Lúc đó còn có một người bạn học nữa đứng kế bên cậu bé này, cũng xác nhận sự việc đúng là như vậy. Như thế thì Vương Ngự biết chuyện ông Tưởng đã chết trước khi cả Tả Viên Thưởng phát hiện ra thi thể ông ấy. Vậy thì tại sao Vương Ngự không báo án? Anh ta liệu có liên quan gì đến vụ án này? Hay là che giấu điều gì? Hoặc anh ta phải biết gì đó? Nói chung việc Vương Ngự không báo án rõ ràng là có khuất tất. Nhà Vương Ngự cách nhà ông Tưởng không xa lắm, chỉ cần đi bộ qua một rừng tre chừng 300 m là đến. Để tránh rút dây động rừng, cảnh sát đã tìm gặp cán bộ thôn để hỏi thông tin về Vương Ngự trước khi tiếp xúc trực tiếp với anh ta. Khi cảnh sát tới hỏi thăm, cán bộ thôn nói với cảnh sát rằng ông ta cũng cảm thấy hơi nghi ngờ Vương Ngự nhưng không có bằng chứng nên không báo cáo. Đó là ngày thứ 3 kể từ khi phát hiện ra thi thể của ông Tưởng, thì ông ấy tình cờ gặp Vương Ngự đang dắt một chiếc xe đạp cũ nát trên đường. Ông ấy liền hỏi Vương Ngự là anh đi đâu đấy? Vương Ngự nói, tôi muốn đi mua vé tàu để đi làm xa, nhưng đi nửa đường thì xịt lốp mà vé cũng không mua được. Nghe Vương Ngự nói thế, người cán bộ thôn này thấy kỳ lạ. Quanh năm suốt tháng anh ta lười như con dẹp, chỉ có ăn rồi nằm trong nhà. Sao bây giờ còn 1-2 tháng nữa thôi là Tết Nguyên Đán đến nơi rồi, lại tự dưng muốn đi làm xa? Nghĩ thế nên ông ấy liền hỏi thêm là sắp đến Tết rồi, anh còn đi làm xa được sao? Anh định đi làm ở đâu thế? Khi nghe cán bộ thôn hỏi thế, Vương Ngự không trả lời, chỉ lẳng lặng dắt xe đi. Từ những thông tin thu thập được, ngay trong chiều hôm đó, cảnh sát đã triệu tập Vương Ngự đến trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Nhưng cảnh sát thấy người này nói năng rất bất thường, anh ta cứ nói lung tung, nào là xem bói, phong thủy, xem ngày tốt xấu, nói toàn những điều liên quan đến số mệnh, nói rất hùng hồn, còn những chuyện khác thì không nói gì cả. Rồi lại cứ nói mãi về những điều trong sách tử vi, về số mệnh trong sách tử vi, kiểu như ai khác ai, mệnh nào khác mệnh nào. Nói chung tự ngồi vỗ tay đầy hào hứng luôn, như chúng ta đang thấy trên màn hình. Còn hai anh cảnh sát thì một anh đứng chống tay, một anh đứng khoanh tay ngao ngán, vì đã mấy tiếng trôi qua không khai thác được gì về thông tin vụ án. Và khi mà cảnh sát muốn hỏi những thông tin về việc anh ta biết ông Tưởng chết khi nào, hay bất cứ thông tin gì đến vụ án mạng, thì Vương Ngự nổi điên lên, tỏ ra quá khích, thậm chí còn chửi mắng cả cảnh sát. Hiện tại quy định tạm giam để thẩm vấn là trong vòng 24 giờ, phải có cách gì đó để lấy được lời khai của Vương Ngự trước khi hết thời hạn tạm giam. Sau khi phân tích, cảnh sát thấy rằng có lẽ phải thuận theo người này, không thể sử dụng phương pháp thẩm vấn thông thường được, vì anh ta chẳng muốn nói bất cứ điều gì khác ngoại trừ tử vi bói toán. Vậy nên cảnh sát quyết định sẽ thử dựa theo những thứ mà anh ta say mê và thích nói để tìm cách bắt chuyện với anh ta. Khi đó thì các điều tra viên đều không hiểu biết nhiều lắm về tử vi và số mệnh, nhưng họ đã lên mạng để tra cứu một số kiến thức về lĩnh vực này để nói chuyện với Vương Ngự, rồi còn kể cho nhau nghe cả những chuyện mê tín dị đoan. Một điều tra viên còn ngồi bá vai quàng cổ với anh ta để tỏ vẻ thân thiết, rồi kể lại một câu chuyện mà được chứng kiến từ hồi còn nhỏ, đó là từ quê của người cảnh sát này. Từ nhiều năm trước, có hai nàng dâu, một người là dâu trưởng, một người là dâu út, cả hai đều sống chung một nhà với mẹ chồng. Đến một hôm thì mẹ chồng bị mất cắp một số tiền lớn, trong nhà khi đó thì chồng đi làm ăn xa, chỉ có hai cô con dâu. Và hai người này cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Họ đều nghi ngờ đối phương ăn trộm tiền của mẹ chồng, nhưng làm sao để phán xét bây giờ? Những năm đó không có camera giám sát, cũng không có cách nào để đưa ra kết luận công bằng. Khi đó thì có một bà đồng trong làng đã lấy một cái nia, đặt 4 hạt đậu nành vào 4 góc của chiếc nia này, rồi bảo hai nàng dâu cầm lên. Bà đồng nói rằng khi bà ta làm phép thì hạt đậu nành sẽ lăn về phía kẻ trộm. Sau đó thì bà đồng bắt đầu lẩm bẩm múa may quay cuồng một hồi. Bắt đầu hạt đậu chạy quanh cái nia, và khi đó lăn nghiêng về một phía thì một nàng dâu hét lên, buông cái nia ra rồi ôm mặt khóc và bỏ chạy. Cô ấy chính là người lấy trộm tiền của mẹ chồng. Vương Ngự nghe rất say sưa và liên tục tán thưởng, cho rằng bà đồng này quả thật cao tay. Khi đó cũng có thêm một điều tra viên khác lại kể với Vương Ngự một câu chuyện, là ở làng của anh ấy có một người con dâu rất ngang ngược, nhưng mẹ chồng của cô ta cũng nổi tiếng là người đáo để. Vì thế hai mẹ con cứ xung đột với nhau suốt, cứ thế hơn thua, không ai chịu thua ai cả. Cho tới một hôm, trong bữa cơm, khi cả nhà đang ăn uống bình thường, thì người mẹ chồng này đột ngột bị đột quỵ. Bà ấy trợn mắt lên rồi gục xuống và qua đời ngay trên bàn cơm. Ngay lúc đó thì cô con dâu cũng bỗng dưng lên cơn co giật rồi ngất xỉu. Thấy vậy, người nhà liền vội vã tới mời một bà đồng ở ngay trong làng đến làm phép. Sau khi bà đồng múa may lễ lạt một hồi rồi lay cô ta dậy, bà đồng ngồi xuống bên cạnh cô con dâu. Khi đó bà ta nói chuyện, giọng nói và ngữ điệu đều rất giống với mẹ chồng cô ta. Bà ấy vừa kể lể vừa động viên cô con dâu, nói là sau khi chết đã hiểu nỗi khổ tâm vất vả của cô ta rồi, tiếc là không thương cô ta sớm hơn. Cô con dâu nghe xong liền bật khóc. Kể từ đó về sau cũng hiền dịu hơn, hiếu thảo với bố chồng và chăm sóc tốt cho cả gia đình. Thực ra những chuyện mà các điều tra viên kể cho nghi phạm nghe thì đều có thể giải thích bằng nhiều cách khác nhau theo khoa học và tâm lý học. Ví dụ như khi hạt đậu nành cũng lăn về phía cô con dâu không lấy trộm, nhưng vì cô ấy thực sự không lấy nên tâm lý vững vàng không sợ hãi. Và trong lúc mà run tay thì cô con dâu còn lại làm cái nia càng dập dành lên xuống, thì hạt đậu nành càng lăn vòng quanh. Khi lăn về phía cô ta thì cô ta sợ quá bỏ chạy. Thực tế cái này nó chỉ là một thử thách về tâm lý thôi. Tương tự như vậy, với người con dâu ngất xỉu khi thấy mẹ chồng đột quỵ ngay trên bàn ăn, có lẽ là do sốc quá, sợ hãi quá nên là cô ta lên cơn co giật rồi ngất xỉu luôn. Đến lúc bà đồng kia tới, vì bà ta là hàng xóm nên hiểu rõ chuyện trong nhà cô ấy, liền bắt chước giọng điệu của mẹ chồng, dùng cương vị mẹ chồng cô ta để nói chuyện an ủi động viên, hóa giải những khúc mắc mâu thuẫn giữa hai người trước giờ. Cô ta thấy như được động viên an ủi, thấy đã được mẹ chồng thấu hiểu thì bật khóc và cũng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đó là cách giải thích theo khoa học, theo thực tế. Nhưng mà đối với những người tin vào tâm linh thì họ sẽ nói là những bà đồng, thầy cúng đó biết về pháp thuật nên làm phép, làm bùa rất linh thiêng. Lúc này thì sau khi mà các điều tra viên trò chuyện dần dần, từ bàn thiên thời, địa lợi, nhân hòa, rồi bàn luận mệnh khắc, mệnh hợp, thì Vương Ngự nói chuyện rất say mê. Hắn hoàn toàn đã thả lỏng tâm lý. Rồi cảnh sát lại tiếp tục kể cho Vương Ngự nghe về những câu chuyện linh hồn người chết báo án, quay lại trả thù kẻ giết hại họ. Nghe vậy, Vương Ngự bắt đầu run rẩy. Cảnh sát cảm thấy dường như hắn đang lo sợ về việc giết hại ông Tường. Thấy đối tượng đã dính bẫy, lúc này cảnh sát bắt đầu phân tích thêm cả giờ mà ông Tường chết, là từ 1 đến 3 giờ sáng, tức là giờ Sửu, mà ông Tường sinh năm 1949, cũng tuổi Kỷ Sửu, như vậy là chết ngay vào giờ ẩn tuổi của ông ấy, nên là cứ từ 1 đến 3 giờ sáng vào giờ Sửu thì kẻ giết hại ông Tưởng sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ. Nhưng họ nói thêm là có lẽ bây giờ thì chưa gặp chuyện gì đâu, mà phải đợi qua lễ mở cửa mả một thời gian. Khi tới ngày xử là ngày ẩn tuổi của ông ấy, thì nhất định vào 1 đến 3 giờ sáng, kẻ giết hại ông Tưởng sẽ bị ông ấy đến đòi mạng. Lúc này Vương Ngự liền hét lên. Hắn bịt chặt tai lại, nói cảnh sát dừng lại, đừng nói nữa. Đột nhiên hắn im lặng một chút rồi thốt lên rằng chính hắn ta đã giết ông Tưởng. Sau khi Vương Ngự thừa nhận đã giết chết ông Tưởng, sáng ngày 12 tháng 11 năm 2018, Vương Ngự được đưa trở lại căn nhà của nạn nhân để thực nghiệm hiện trường. Nhưng mà Vương Ngự và ông Tưởng có độ tuổi chênh lệch nhau rất nhiều, bình thường gần như không mấy khi trò chuyện. Vậy thì tại sao Vương Ngự lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Bây giờ chúng ta cùng nghe câu trả lời từ Vương Ngự để biết động cơ thực sự của hắn ta nhé. Đây là nội dung cuộc thẩm vấn tại hiện trường căn nhà. Anh nhặt gậy ở đâu? Ngay ở đây. Anh cầm gậy bằng tay nào? Bằng tay phải. Tôi đánh loạn xạ vào người ông ấy. Đánh vào chỗ nào trước tiên? Lúc đầu hình như là tôi không đánh trúng, do trong nhà tối quá. Xong nghe thấy tiếng động, ông ấy mới ngồi dậy bật đèn. Ông ấy bật đèn gì? Đèn pin loại gắn vào mũ. Khi đó ông ấy cầm đèn trên tay, tôi đã vụt rơi luôn đèn của ông ấy. Vậy sau khi rơi đèn rồi, anh có nhìn thấy không? Có, tôi xác định được vị trí, nên tôi đã đánh vào đầu ông ấy. Đánh vào đầu à? Cụ thể là như thế nào? Đánh vào trước mặt hay là đằng sau gáy ông ấy? Là phía sau gáy. Vậy anh đánh mấy cái? Có lẽ là 5-6 cái gì đó. Sau đó Vương Ngự đã dẫn cảnh sát đi tới chỗ hắn vứt hung khí. Đã tìm được một gậy gỗ có độ dài 1,2 m và bề ngang 3,5 cm. Đồng thời cũng tìm được điện thoại di động của nạn nhân trong một vùng sình lầy gần đó. Sau đó hắn tiếp tục dẫn cảnh sát đi đến nơi hắn đã vứt xác con chó mực của ông Tưởng. Hắn đã đánh chết con chó bị xích ở trước nhà chỉ bằng một gậy trước khi hắn vào trong nhà và ra tay với ông Tưởng. Toàn bộ diễn biến của quá trình gây án thì chúng ta vừa nghe rồi. Nhưng nguyên nhân là gì? Việc Vương Ngự giết chết ông Tưởng khiến nhiều người dân bất ngờ, vì hai người này tuy sống cùng làng nhưng vốn chênh lệch nhiều tuổi, không thân quen. Hơn nữa, theo người dân phản ánh thì ông Tưởng là người rất hiền lành, rất biết nhường nhịn người khác. Chưa từng thấy ông ấy xảy ra mâu thuẫn với Vương Ngự hay bất cứ ai. Vậy lý do là gì? Vâng, chúng ta có một bản lời khai với nguyên nhân rất là ảo ma Canada như sau. Vương Ngự khai rằng đúng là hắn và ông Tưởng không có thù án gì, nhưng do hắn và ông ấy khác mệnh. Ông Tưởng sinh năm 1949, là tuổi kỷ sửu, mạng thích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Còn hắn thì tuổi hợi, sinh năm 1983, tức là đại hải thủy. Theo quan điểm của hắn là lửa sẽ khác với nước, tức là ông ấy sẽ khác hắn. Sau khi nghiên cứu về sách bói toán, tử vi, cung mệnh, hắn càng tin vào điều này hơn. Bởi vì có một lần ông Tưởng vừa chống nạng vừa đi tắt ngang qua sân nhà hắn để vào rừng tre trên đường về nhà, thì hắn đã nói với ông ấy đừng đi qua đấy nữa. Hắn còn nói rõ là dù ông ấy có tuổi sửu, tuy có mất một chân, nhưng dù có là con trâu quẻ thì vẫn đẻ được vía, đẻ được mệnh con heo của hắn. Nếu ông ấy còn đi ngang qua nhà hắn sẽ khiến cho hắn ta đau ốm, khó chịu trong người. Và quả thật hôm đó không biết là Vương Ngự tự kỷ ám thị hay tình cờ trúng gió làm sao, nhưng sau khi ông Tưởng đi qua sân thì hắn lăn ra ốm thật. Mặc dù đã nói với ông Tưởng như vậy, nhưng sau đó vài lần nữa hắn vẫn thấy ông Tưởng loanh quanh chống nạng đi lại ở gần rừng tre. Lúc thì ông ấy chặt tre, lúc thì ông ấy lấy lá tre để mang về ủ giá đỗ. Trong lòng hắn rất khó chịu, vì cứ lần nào mà ông ấy càng lại gần nhà hắn thì hắn càng cảm thấy đau ốm, mệt mỏi. Vậy là hắn đã tìm cách để giải quyết triệt để vấn đề này, để ông ấy không bao giờ có thể lại gần rừng tre này nữa. Vương Ngự đã xem về bộ thuật, bói toán và tử vi khoảng vài năm gần đây, và càng xem thì càng tin. Hắn dần dần cho rằng do ông Tưởng là mệnh hỏa, hơn nữa là thích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét, là loại lửa mạnh nhất, nên suốt hơn 30 năm qua hắn ta sống không thuận lợi đều là do ông Tưởng hết. Do ông ấy là người mệnh hỏa và sống gần chỗ hắn nhất, bây giờ chỉ có giết chết ông Tưởng hắn ta mới có thể thay đổi vận mệnh được. Vương Ngự khai rằng hắn ta đã chuẩn bị kế hoạch từ trước đó khá lâu. Hắn xem dự báo thời tiết từ đầu tháng 11, biết rằng rạng sáng ngày mùng 6 sẽ có một trận mưa lớn. Vậy nên hắn đã quyết định giết ông Tưởng vào lúc đó. bởi vì ông ấy là thích lịch hỏa mà. Nếu trời đổ mưa lớn, tức là đã dập tắt thiên hỏa của ông ấy trước. Nếu như lửa lớn mà đã tắt, thì mệnh cũng rất dễ trừ. Như vậy là từ chiều hôm đó, khi ông Tưởng đi chăn dê chưa về, hắn ta mang theo một cây gậy gỗ lẻn đến nhà ông Tưởng, đánh chết con chó mực đang nằm trước nhà, rồi mang xác nó vào giường vứt. Đến đêm hôm đó, hắn quay lại, dùng gậy gỗ đánh ông Tưởng đến hấp hối. Khi đó ông ấy vừa hét lên, vừa cố gắng bỏ trên đất, còn hắn đuổi theo, vụt liên tục. Khi ông Tưởng bò ra tới phòng ngoài, thì nằm bất động trên đất, chỉ còn thở thoi thóp. Vương Ngự đã trộn cho trong bếp và cả chỗ tàn giấy vàng mã ở ngoài nhà ông Tưởng với nước, rồi bôi lên mặt và đầu ông Tưởng. Sở dĩ hắn dùng nước trộn vào với tro bởi vì hắn tin lửa sẽ bị khắc chế bởi nước, và tro thì cũng chính là do lửa tàn lụi đi mà thành, ý là lửa không cháy được nữa. Vậy nên sau khi bôi tro và nước lên mặt ông Tưởng, hắn yên tâm về nhà đi ngủ. Cứ như vậy, Vương Ngự đã giết chết một ông lão hiền lành, vốn không thù án gì với hắn. Vương Ngự năm đó mới 35 tuổi, tuổi tác không quá lớn, vậy tại sao lại mê tín đến mức độ như vậy? Hắn cuồng tín vào những điều hắn xem được từ tướng số, tử vi, vận mệnh, đến mức giết người. Hơn nữa lại đi giết một người được cho là rất hiền lành trong làng. Ông ấy còn là một người tàn tật, đã cao tuổi và sống cô độc. Người này sao lại có thể suy nghĩ điên rồ như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một chút về cuộc sống của hắn ta trước đây nhé. Vương Ngự sinh ra và lớn lên ở thôn Thái Gia Câu. Gia đình hắn luôn là hộ nghèo trong làng, nghèo hơn cả chữ nghèo nữa. Hắn luôn tự so sánh gia đình mình với người khác, cảm thấy chênh lệch kinh tế quá lớn và rất xấu hổ về sự nghèo khó đó. Bố mẹ hắn ta đều đi nhặt phế liệu ngoài đường, hàng ngày bới rác để mưu sinh. Cả hai người sức khỏe đều không tốt. Mẹ hắn ta không làm được việc nặng nhọc, còn bố hắn lại bị bệnh viêm phế quản. Gia đình khó khăn như vậy, ngoài việc bố mẹ mưu sinh bằng khoản tiền ít ỏi, thì họ còn được hưởng một khoản trợ cấp xã hội. Vương Ngự vốn ít học, lúc đó gia đình hắn cũng không có tiền, nên hắn chỉ học hết tiểu học thì nghỉ. Hắn còn có một anh trai và một chị gái. Chị gái thì đau ốm liên miên, đã mất vì bệnh từ khi còn nhỏ. Anh trai Vương Ngự thì đi làm ăn xa ở Vân Nam, đã kết hôn. Mỗi tháng sẽ dành dụm gửi về cho bố mẹ một khoản sinh hoạt phí. Lúc mà Vương Ngự khoảng 20 tuổi, hắn từng bị một căn bệnh lạ, đầu óc nhớ quên. Nói chung ngày nào hắn cũng đi lang thang khắp nơi, đến giờ ăn cơm cũng không về nhà, có lúc phá hỏng đồ đạc của người khác. Cây cối người ta trồng cũng bị hắn ta nhổ lên, rồi rình xem nhà ai sơ hở là đi ăn cắp vặt quanh làng. Ra ngoài thì phá làng phá xóm như vậy, chứ về nhà lại nằm ủ rũ một chỗ. Đến cả khi ăn cơm cũng là mẹ phải lôi dậy, chứ hắn không thiết gì ăn. Lúc đó thấy Vương Ngự cứ ở nhà thì lười biếng, uể oải, còn ra ngoài thì phá phách như vậy, bố mẹ đã gom tiền cho đi khám, nhưng bác sĩ khám xong cũng không phát hiện ra bệnh gì, chỉ cắt cho một ít thuốc bổ. Cái này là bệnh chiều con quá, nên là lười biếng, là bệnh phá làng phá xóm, rồi ăn cắp vặt quen tay chứ bệnh gì. Thật chứ, tên Vương Ngự này mà vào tay bố mẹ Duy thì khỏi phải đi chữa với đi khám cho tốn tiền ra. Bố mẹ Duy sẽ có cách chữa trị đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Cứ gọi là ăn tát cho tỉnh người. Duy đùa thôi ạ. Quay lại với câu chuyện của chúng ta. Sau đó khoảng chừng 2 năm thì hắn ta bỗng dưng khỏi bệnh hoàn toàn, không còn u uất, buồn bã, đi loanh quanh phá làng phá xóm và rình ăn cắp vặt nữa. Mặc dù lúc đó bệnh viện không chẩn đoán được bệnh gì, nhưng một số người dân trong làng thì có quan điểm riêng về nguyên nhân gây bệnh của Vương Ngự. Họ cho rằng hắn mắc bệnh thèm lấy vợ, nhưng không lấy được do nhà quá nghèo, không đủ tiền sinh lễ, mà cũng chẳng có cô gái nào để mắt tới. Vì thế mà Vương Ngự bất mãn, sinh ra ức chế tâm lý, hậm hực trong lòng và muốn phá phách. Sau khi Vương Ngự khỏi bệnh, hắn đã theo họ hàng đi làm thuê. Lúc đầu khi tới đảo Hải Nam, hắn ta làm việc trong xưởng gạch, sau đó lại ra cảng làm bốc vác. Hắn kể lại, làm bốc vác hắn chịu không nổi. Lúc đó mới 22 tuổi, đang độ tuổi trẻ khỏe nhất, nhưng hắn cảm thấy rất mệt. Hắn bốc bao gạo nặng 50 cân một bao, mỗi lần vác 2 bao là 100 cân. Đến tối về nằm nghỉ, vai và xương cốt đau nhừ. Nên sau đó, hắn đã đổi vài công việc khác, nhưng đều là những công việc nặng nhọc. Hắn cũng không làm được lâu, 1-2 tháng lại đổi việc một lần. Vậy nên hắn không có tiền, làm thuê thì chỉ đủ ăn, tiền tiêu vặt cũng rất ít ỏi. Một thời gian sau, hắn lại đổi công việc khác, khấm khá hơn một chút. Huyện Việt Trì, tỉnh Tứ Xuyên, quê hương của hắn, vốn nổi tiếng với nghề lắp đặt giàn giáo trong cả nước. Thanh niên trong huyện đi làm thuê khắp nơi rất nhiều, và hơn một nửa số đó làm việc liên quan đến giàn giáo. Thấy vậy, Vương Ngự cũng theo họ hàng, đồng hương làm công việc lắp đặt giàn giáo. Công việc này có những rủi ro nhất định, phải biết lắp đặt, leo trèo. Mặc dù việc thì không quá nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa những người cùng nhóm với nhau và tinh thần trách nhiệm cao. Bù lại thì thu nhập khá tốt. Một nhóm dựng giàn giáo, ít thì cũng 4-5 người, nhiều thì vài chục người, tùy theo công trình lớn nhỏ và mức độ an toàn của nó. Khi đó hắn ta lắp đặt giàn giáo một tháng được hơn 8.000 tệ, khoảng 28 triệu tiền Mỹ. Vào năm 2018 là cũng tương đối khá. Nhưng rồi hắn cũng không làm được lâu, do hắn vừa chậm chạp, vừa phối hợp không tốt với đồng nghiệp, rồi sau đó lại còn cãi nhau với ông chủ, nên cuối cùng không làm được nữa, hắn bỏ việc. Vậy là Vương Ngự cứ cái kiểu làm việc 3 ngày thì nghỉ 2 ngày, không làm được cái gì lâu dài, ổn định cả. Nên tình hình kinh tế của hắn vẫn không khá hơn, cũng không thể lấy vợ. Thậm chí hắn còn chưa từng có bạn gái. Do điều kiện kém, bố mẹ thì đau ốm, bản thân hắn ta cũng không giỏi giang, tính tình nóng này. Thêm vào đó, Vương Ngự không có năng lực trong chuyện tình cảm, tức là không khéo ăn nói, không biết cách mở lời với phụ nữ. Trước đây có một người đã giới thiệu cho hắn một cô gái, nhưng sau khi gặp mặt, người ta thấy hắn thô kệch, vụng về, công việc thì không có, nên cũng không đồng ý hẹn hò với hắn. Bẵng đi vài năm nữa, trong một lần khi hắn ta đi làm thuê ở Quảng Đông, thì tình cờ nhìn thấy một mẩu tin, một người phụ nữ đang tìm bạn đời. Hắn đã liên lạc với cô gái trong mẩu tin đó, rồi hai bên rất nhanh đã gặp mặt nhau. Nhưng sau đó, cô gái đã block hắn trong một nốt nhạc luôn, chứ đừng nói tới việc hẹn hò yêu đương với hắn. Liên tiếp thất bại trong tình cảm hết lần này tới lần khác, chưa từng hẹn hò với ai khi đã ngoài 30 tuổi. Điều này lại không khiến Vương Ngự và bố mẹ hắn ta nhận ra rằng lý do hắn không lấy được vợ là vì điều kiện kinh tế và cả năng lực của hắn có chút hạn chế. Mà ngược lại, họ cho rằng mọi thứ vẫn rất ổn, chỉ là do số phận, cung mệnh, giờ sinh của Vương Ngự không tốt. Vậy nên khi Vương Ngự ngoài 30 tuổi, cha hắn đã tìm một thầy bói mù để xem bói cho hắn. Sau khi bói một quẻ, người thầy bói này nói mệnh của hắn là vận tài lộc không tốt, dù kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng sẽ hết sạch. Đường tài vận đã thế rồi mà tình duyên cũng hỏng nốt. Trong gia đình Vương Ngự, cha hắn rất hay ốm đau. Ông ấy đặc biệt tin vào tâm linh, cho rằng ai cũng có số mệnh, có người sinh ra thì đã ngậm thìa vàng, cả đời sung túc, bình an. Còn có những người sinh ra đã nghèo khó, khổ sở, đau bệnh, nhưng nếu biết cách thay đổi cung mệnh thì sẽ khá được. Và muốn có thể thay đổi được thì chỉ có một cách, là học và nghiên cứu về tử vi số mệnh để tự mình đổi vận cho chính mình. Khi cảnh sát hỏi Vương Ngự là sao hắn không làm việc chăm chỉ để cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao tay nghề bản thân, từ đó sẽ thu hút người khác phái rồi kết hôn, thì Vương Ngự nói rằng quan điểm của hắn rất giống cha hắn, tức là dù có làm việc gì chăm chỉ đi chăng nữa thì quan trọng nhất vẫn là phải có duyên phận. Nếu không có duyên phận thì dù có cố gắng thế nào, phụ nữ cũng không thích hắn. Rồi hắn kể, ở ngay thôn Thái Gia Câu của hắn có một gia đình kinh tế cũng rất kém. Vậy nhưng họ không chỉ lấy được vợ rất xinh đẹp, mà sau vài năm, người đàn ông này còn làm ăn phát đạt, trở thành ông chủ. Gia sản khi đó cũng phải mấy chục triệu tệ. Hắn nói tất cả những điều này đều là dựa vào số phận và cung mệnh. Dù có nỗ lực đến mấy cũng phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chứ không thì mọi nỗ lực cũng chỉ là vô ích. Và dường như sau khi nghiên cứu, Vương Ngự thấy số phận của hắn có lẽ chỉ đến vậy, nên không muốn đi làm nữa. Đã 5 năm, hắn chỉ ở nhà, loanh quanh đi tới nơi này, nơi kia xem bói, học hỏi cách thay đổi vận mệnh bản thân, không thiết gì đến việc kiếm tiền. Theo phản ánh của người dân xung quanh, mấy năm nay, tính tình của Vương Ngự ngày càng khép kín và nóng nảy hơn. Thậm chí có lúc hắn còn đánh bố mẹ, có lần mâu thuẫn thì đánh cả hàng xóm, rồi đánh luôn cả em họ. Nói chung là có xu hướng bạo lực rất cao. Sau khi khám xét nhà hắn, cảnh sát phát hiện ra trong nhà có rất nhiều sách về số mệnh, sách bói toán, đặc biệt là về mệnh thủy và mệnh hỏa. Một số còn được đánh dấu cẩn thận từng trang về tuổi kỷ sửu của ông Tưởng. Sau khi suy luận một hồi, người cản mệnh của hắn, người mang lại xui xẻo nhất cho hắn trong suốt cuộc đời, chính là người hàng xóm ở gần nhà. Chỉ có ông Tưởng chết thì hắn mới có thể thay đổi vận mệnh và sống tốt được. Vậy là vào một đêm mưa gió, hắn ta đã ra tay giết chết ông Tưởng. Vương Ngự tự cho rằng mình đã gây án một cách hoàn hảo, nhưng không ngờ lại bị bắt nhanh như vậy. Vương Ngự còn giảng giải với cảnh sát là ngày họ bắt được hắn ta là một ngày tốt. Hôm đó không chỉ ngày giờ hoàng đạo mà trời còn rất đẹp và sáng. Mùa đông mà nhìn mặt trời rạng rỡ lại không gay gắt. Trời đẹp như mới chớm vào hè. Một ngày như thế thì cái thiện, cái chính nghĩa có thể dọi chiếu vào những tội ác nên mới có thể bắt được hung thủ. Chứ còn nếu qua ngày đó thôi thì cảnh sát sẽ không cách nào bắt được hắn. Nhưng có một điểm sai sai trong suốt quá trình Duy kể nãy giờ. Mọi người có đoán được là gì không ạ? Vương Ngự đã nhiều năm tự bói xem mệnh thủy của hắn khác mệnh gì. Dựa vào quy luật tương khắc của ngũ hành, thủy nằm trong hai mối quan hệ tương khắc là thổ khắc thủy và thủy khắc hỏa. Với thổ khắc thủy, ám chỉ việc đất hút hết nguồn dinh dưỡng của nước, còn mối quan hệ thủy khắc hỏa lại ám chỉ nước làm dập tắt lửa của mệnh hỏa. Tức là chính hắn mới khắc ông Tưởng, chứ không phải ông Tưởng khắc hắn. Nhưng do nghiên cứu, xem xét không đến nơi đến chốn, hắn cứ suy nghĩ rằng ông Tưởng khắc hắn nên ra tay sát hại ông ấy. Sau khi Vương Ngự bị bắt, cảnh sát đã mời Trung tâm Giám định Pháp y Hoa Tây, tỉnh Tứ Xuyên đến giám định tâm thần cho Vương Ngự. Kết luận là Vương Ngự mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt nhẹ. Nhưng đối với hành vi giết người của hắn ta vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 thì được đánh giá là có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Kết quả giám định cuối cùng cho thấy Vương Ngự mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt, nhưng Vương Ngự vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Việc này là như thế nào? Như chúng ta thường thấy, những người tâm thần thường không phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm pháp. Vậy trong trường hợp này, cụ thể là như thế nào? Trước tiên nói về rối loạn tâm thần. Đó là một khái niệm rất rộng. Tất cả các hoạt động bất thường của não bộ đều được tính là thuộc về rối loạn tâm thần. Ví dụ như bệnh tâm thần, rối loạn cảm xúc hoặc nhận thức, vân vân. Nói chung là khái niệm rất rộng. Trên thực tế, pháp luật có một thuật ngữ chuyên ngành gọi là năng lực trách nhiệm hình sự. Đối với người tâm thần, năng lực trách nhiệm hình sự pháp luật sẽ chia thành 3 loại như sau. Loại thứ nhất là người bệnh không có năng lực trách nhiệm hình sự. Loại bệnh này là hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, tức là bị tâm thần nặng và full time luôn đó mọi người. Những người như vậy thì dù có đi giết người chăng nữa, nhưng họ lại không biết rằng bản thân mình đang giết người. Họ không kiểm soát được hành vi, gần như là không biết gì. Nên trong trường hợp này, họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Loại thứ hai là tâm thần, nhưng lại hoàn toàn có năng lực trách nhiệm hình sự. Nghe có vẻ lạ đúng không ạ? Nhưng nó là nói về những người tâm thần gián đoạn, kiểu như tâm thần part time, mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn hay đùa nhau là khùng 15 phút đấy. Tức là họ chỉ có một lúc nào đó bỗng dưng bất thường, mất khả năng kiểm soát thôi. Còn lại vào những lúc tỉnh táo thì họ sẽ tư duy bình thường như chúng ta vậy. Và nếu họ gây án trong lúc họ không lên cơn, họ đang tỉnh táo thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn cuối cùng là loại thứ ba, nằm giữa hai loại trên. Chúng ta gọi là người tâm thần hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự. Tức là kiểu dở ương giữa loại 1 và loại 2. Loại này cũng là bị tâm thần full time luôn, nhưng mà nhẹ hơn loại 1 nha. Tức là họ không hoàn toàn mất khả năng nhận thức, nhưng họ cũng không có khả năng kiểm soát hoàn toàn bản thân. Vậy nên trong trường hợp này, nếu họ gây án thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng pháp luật quy định rõ ràng có thể giảm nhẹ hình phạt. Vì những quy định đó nên đối với năng lực trách nhiệm hình sự của người tâm thần phải chia thành 3 trường hợp để xử lý. Trong trường hợp của Vương Ngự thì sẽ bị phán xét là tội giết người có chủ ý, bởi vì trong quá trình thẩm vấn, hắn có thể kể lại toàn bộ hành vi của bản thân vào đêm hôm đó, bao gồm cả việc lập luận tại sao lại thù hận ông Tưởng, rồi hắn còn lên kế hoạch và thực hiện một cách logic giữa suy nghĩ và hành động. Thậm chí còn chia vụ án thành 2 giai đoạn để thực hiện kế hoạch cho thuận lợi. Giai đoạn 1 là đến đánh chết con chó mực trước nhà, mang giấu xác, rồi đêm mới quay lại để sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, hắn còn mang hung khí đi giấu, biết xỏ găng tay khi giết người. Tất cả những hành vi này đều là thực hiện trong lúc hắn tỉnh táo. Tất nhiên là để xác định hắn thuộc tâm thần loại nào, thì ngoài việc dựa vào biên bản và các đoạn video thẩm vấn, dựa vào quá trình lên kế hoạch và thực hiện tội ác của hung thủ, thì còn có một số tiêu chuẩn kiểm tra bổ sung khác để xác định. Vương Ngự với động cơ rõ ràng và kế hoạch giết người kín kẽ không phải là do chứng tâm thần phân liệt, mà là do vấn đề khác, do tâm lý cố chấp, rất bảo thủ, đổ lỗi và thù hằn vô lý của hắn ta. Và sau khi kiểm tra giám định, kết luận đầu óc hắn ta hoàn toàn tỉnh táo vào thời điểm gây án. Hắn ta có thể kiểm soát hành vi của mình, nên Vương Ngự phải chịu trách nhiệm hình sự. Tháng 7 năm 2019, Vương Ngự nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, có liên quan đến bói toán làm bùa. một người làm về phần việc mê tín như ông Tưởng, cuối cùng lại bị sát hại bởi kẻ cuồng tín như Vương Ngự. Từ đầu tới cuối Vương Ngự luôn nói ông Tưởng khắc mệnh hắn ta, nên hắn phải đánh chết ông ấy. Một cái lý do vô lý tới mức không tưởng, khiến cho cảnh sát rất khó phá án. Như chúng ta đã biết, lúc đầu vì nạn nhân vừa mang về 10.000 tệ để ở nhà, cửa lại không bao giờ khóa, nên cảnh sát điều tra theo hướng cướp tài sản. Cứ vậy tìm kiếm một loạt người có tiền án tiền sự, cuối cùng đều không phải. Sau đó cảnh sát nghĩ đến chuyện nạn nhân bị trả thù hay ghen tuông, cũng không phải nốt. Tới lúc phá án mới biết, hung thủ vì cho rằng số mệnh của nạn nhân khác với hắn, nên hắn phải ra tay để thay đổi vận mệnh. Vậy nên vụ án này rất khó phá, vì ông cụ chết rất oan. Thực ra thì Duy hay bất cứ khán thính giả nào đang xem video này, chúng ta có thể tin hoặc là không tin vào bói toán, hay là kiểu như lúc tin, lúc không tin. Nói chung thì việc chúng ta tin vào điều gì, hay là thích thứ gì, quan tâm đến đề tài gì, thì người khác đều không có quyền can thiệp. Nhưng nếu như để những thứ đó ảnh hưởng tới người khác, thậm chí gây nguy hiểm cho người khác, thì không thể chấp nhận được. Về Vương Ngự, đúng ra hắn ta có thể tự mình nỗ lực thay đổi số phận của bản thân. Giống như anh trai của hắn, hai anh em vốn chung một hoàn cảnh gia đình, cùng cha mẹ như nhau. Vậy nhưng anh trai thì đi làm xa, đã kết hôn và vẫn gửi tiền về cho bố mẹ một khoản sinh hoạt phí. Nhưng hắn thì lại vẫn cứ lông bông. Ngoài 30 tuổi, không tiền tiết kiệm, không có công việc, cứ hoàn toàn tin vào số mệnh, không nghĩ tới việc nỗ lực để thay đổi bản thân. Tất cả những chuyện không may mắn xảy đến với Vương Ngự thì đối với hắn ta đều là do người khác gây ra, chứ bản thân hắn không có lỗi gì. Đây là một dạng tâm lý ái kỷ và đổ lỗi kinh điển luôn. Và thực ra khi Vương Ngự lựa chọn đối tượng để đổ tội, để ra tay, nhằm xoa dịu sự uất ức, bất mãn điên cuồng với cuộc sống này, dường như hắn ta cũng đã lựa chọn đối tượng, cân nhắc tìm một người dễ ra tay, dễ bắt nạt giống như ông Tưởng. Vì ông ấy sống một mình, tàn tật, lớn tuổi, gần như không ai quan tâm. Có lẽ mọi người nghĩ tâm lý của người này biến thái đến kỳ lạ, giết người vì mê tín, vì đổ lỗi cho người khác. Thực ra cái tâm lý đổ lỗi này nó không hiếm gặp đâu ạ, mà nó rất phổ biến. Mặc dù người khác cũng đổ lỗi, nhưng có thể là không hành động một cách cực đoan tới mức giết người như hắn ta. Nhưng rất nhiều người cũng có tâm lý là khi giải thích lý do cuộc sống của họ không thuận lợi, không thành công, thì sẽ đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh. Chúng ta xem xét kỹ khía cạnh cuộc sống và tâm lý của Vương Ngự. Hắn ta có một số biểu hiện cực đoan. Ví dụ như mọi người đều nói hắn rất nóng nảy, đánh cả bố mẹ. Sự nóng nảy và cố chấp của hắn ta, suy nghĩ rất bảo thủ và cuồng tín, kiểu như là ai cản trở, gây khó chịu, xui xẻo cho hắn ta, thì hắn ta sẽ dùng bạo lực để giải quyết, thậm chí là giết người. Từ nhỏ tới lớn, hắn đổ lỗi cho gia cảnh không tốt, gia đình nghèo nên không được học hành tử tế. Sau này lớn lên thì hắn vì thấy mệt mỏi, cho rằng hắn không làm được việc nặng nhọc như khuân vác, rồi ngay cả việc nhẹ nhàng hơn nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao và lương cũng cao như lắp giàn giáo, thì lại cãi nhau với chủ rồi bỏ việc. Một người như vậy, nền tảng gia đình đã không có, yếu kém mọi mặt, nhưng lại giải thích lý do mình sống không tốt, không lấy được vợ là do số phận không may mắn. Họ không bao giờ tự xem xét bản thân. Thực ra ngay cả số mệnh của chúng ta, gặp quý nhân hay gặp quỷ nhân, là một phần do nỗ lực và lựa chọn của bản thân. Nếu như mà không làm việc, lười biếng, sau đó lại hay mơ mộng hão huyền là may mắn sẽ đến, kiểu như trên trời rơi xuống vậy, thì làm gì có. Bản thân mình như thế nào thì môi trường làm việc, cuộc sống và bạn bè mình sẽ toàn là những người gần gần như vậy, thì lấy đâu ra mà quý nhân? Toàn là quỷ nhân không. Mà nếu như có may mắn mà gặp được quý nhân đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân, bản thân không chủ động đón nhận, quá vô dụng, thì cũng sẽ không làm được gì nên hồn cả. Nói về nạn nhân là ông Tưởng, ông ấy thực sự rất đáng thương. Là một người cao tuổi, tàn tật, sống một mình, không con cái, ông ấy tự cho rằng bản thân có năng lực bùa chú, làm phép, bói toán, biết yểm bùa, không ai dám vào nhà cả. Ông ấy nói bản thân mình không sợ gì cả, nên cửa nhà không bao giờ khóa. Ban đêm ai muốn vào thì vào, mà suốt bao nhiêu năm vẫn an toàn. Tất nhiên là vậy rồi, Duy nghĩ là vì ông ấy nghèo, chứ chẳng có bùa chú gì ở đây cả. Bởi vì nhà ông Tưởng cũng không có gì để trộm, nhà cửa thì trống trơn, chẳng ai lại tới căn nhà cũ nát đó để cướp tài sản. Hơn nữa, ông ấy lại là đàn ông, không phải phụ nữ, cũng không thể nào cướp xác được. Vậy thì vốn dĩ là có gì đâu mà phải sợ chứ. Nhưng việc Vương Ngự dễ dàng đột nhập, giết chó trước, giết chủ sau. Thời gian hắn giết con chó mực, cách thời gian hắn quay lại giết ông Tưởng phải đến 7-8 tiếng đồng hồ. Vậy nhưng ông Tưởng vẫn không hề hay biết, không chút đề phòng, thì rõ ràng ông ấy không có phép thuật hay dự đoán được tương lai. Còn những thứ như một cốc nước có thể giảm mẩn ngứa, mụn nhọt, thực ra nếu biết một chút về đông y, hòa một số vị thuốc vào là có thể làm được. Trong cuộc sống thì có một số người họ có năng lực về tâm linh thật sự luôn, xem trước được tương lai, nhưng mà chân nhân bất lộ tướng. Những người như vậy chúng ta hiếm khi gặp được lắm. Còn lại chủ yếu mà những người làm dịch vụ bói toán, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể dễ dàng gặp được họ. Thì Duy thấy hầu hết là những người này, họ sẽ có thể phán đoán về người đối diện dựa vào một số đặc điểm như sau. Ví dụ như họ dựa vào quan sát về ngoại hình, cử chỉ, lời nói để phán đoán trình độ học thức, nhìn quần áo, trang sức có thể phán đoán được công việc và vị trí xã hội của khách hàng. Nếu đưa ra nhận xét thì con người luôn có xu hướng chấp nhận những điều mang tính chung chung, mơ hồ, thường đúng với rất nhiều người, khiến họ sẽ tự liên hệ đến bản thân họ. Ví dụ một câu đơn giản như sau: anh, chị là người thường hay suy nghĩ, dằn vặt bản thân về những sai lầm trong quá khứ. Câu này thường thường là đúng này. Hoặc là ví dụ như người đối diện không có điều kiện kinh tế lắm, có thể nói đại khái như: anh chị là người hiền lành, tốt bụng, chịu khó, nhưng chưa gặp thời vận, công việc chưa được thuận lợi. Còn với khách hàng thì sẽ xuất hiện cái gọi là ký ức chọn lọc khi đi xem bói, tức là người tới xem bói chỉ nhớ đến những gì người ta muốn nhớ. Ví dụ, khi thầy phán 2 câu đúng và 8 câu sai, thì khách chỉ tập trung vào 2 câu đúng mà quên mất sai tới 80%. Về việc bói toán thì tùy vào mức độ tín của mỗi người khác nhau, Duy cũng không bàn luận thêm, không là rất dễ bị hiểu nhầm là báng bổ này. Nhưng mà Duy sẽ kể một câu chuyện của anh bạn Duy nhé. Anh ấy nói với Duy là anh ấy có biết một người thầy bói này rất là giỏi bói toán nhé. Nghĩa là chỉ cần cho thầy biết một cái tên và ngày tháng năm sinh của một cặp đôi là thầy có thể xem được tình duyên, coi là liệu hai người có đến được với nhau hay không. Nên là anh ấy đã từng mang ngày tháng năm sinh của mình và bạn gái đến, thì thầy phán là cỡ nào cũng không lấy được nhau. Và quả nhiên là sau đó một thời gian thì hai người này chia tay thật. Anh ấy càng tín hơn. Rồi đến cô thứ hai cũng mang ngày tháng năm sinh đến. Lần này thì thầy phán là đúng số rồi đấy, nhất định hai người sẽ lấy được nhau. Vậy nên là anh ấy đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức vào mối quan hệ này. Vậy nhưng sau cùng vẫn chia tay, lại còn bị cô gái kia lừa mất mấy chục triệu nữa. Thật ra trong một vài tình huống, đôi khi có niềm tin vào bói toán, tâm linh để mà thực hiện một việc gì đó. Ví dụ thầy phán là việc đó sẽ thuận lợi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ rất là tự tin để quyết tâm làm. Và đó cũng là một cái tâm lý tương đối tốt. Nhưng nếu như mà lạm dụng mê tín dị đoan vào cuộc sống hàng ngày thì nó cũng sẽ xảy ra nhiều cái rất là bất cập, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.